Chào tất cả các bác, hiện tại thì em đang có mặt ở Sông Công, Thái Nguyên. Hôm nay bên em có được đến đây để lắp đặt một bộ dàn âm thanh dành cho anh Trường. Ở đây thì khi bọn em đến đây thì bọn em mới phát hiện ra một điều, đấy là đây ạ, nhà anh Đức. Đây, các bác nhìn thấy cổng trắng không ạ? Anh Đức này, bọn em có lắp đặt một bộ dàn âm thanh ở cách đây khoảng tầm gần một tháng. Đây, đây cổng trắng đây. Đây là nhà anh Đức. Nhà anh Đức có cái vườn hoa hồng rất là to, rất là đẹp. Không biết là anh Đức xem có xem được cái video này của bọn em không. Đây nhà anh Đức đây, có một vườn hoa rất là đẹp đó. Hôm nay bọn em có một vinh dự làm lắp luôn một bộ dàn âm thanh đối diện luôn nhà anh Đức đó. Đây đây là công ty xây lắp thiết bị 3 ở Sông Công, Thái Nguyên, ngay gần nhà anh Đức luôn. Đây, bây giờ bọn em sẽ bắt đầu đi vào khảo sát bên trong đó. À, và anh Trường này cũng bên em cũng có vừa mới lắp đặt một bộ của Amaz loa Nitid N12PR ở bên Hà Nội. Đấy, và đây là công ty của anh Trường. Thì hôm nay bọn em đến đây để lắp đặt một bộ dàn. Bộ dàn này thì bên em cũng có sử dụng, đấy là cấu hình của loa HK Audio và CF Audio. Đây. Hình như được lắp trong phòng ăn. Đây. Không biết là ở số đoạn nào. À đây, trong phòng này ạ. Đây là toàn bộ cấu hình của anh Trường. HK Audio Made in Germany. Súp CFPR15, đẩy Denton 804, vang mic và quản lý nguồn. Đó, và không thể thiếu đấy là chiếc tủ kỹ thuật này. Rồi, ok, bây giờ bên em sẽ bắt đầu chuyển đồ vào. Đây, cấu hình đây ạ. Súp CFPR15. Tủ kỹ thuật, loa HK. Đẩy. Đây, không gian này. Với không gian này thì bên em dự tính là sẽ để loa ở phía bên trên này, ở hai cái cọc loa ở bên này. Đó. Tủ kỹ thuật và TV thì có lẽ sẽ để ở giữa. Súp thì sẽ để bên cạnh luôn. Đó. TV thì lát nữa là họ sẽ tới lắp. Đây, chiếc loa đầu tiên. Với dòng HK này thì cũng các bác cũng đã rõ rồi. Nhập khẩu Đức. Một dòng loa rất là chất. Nhập khẩu nguyên chiếc tại Đức. Bờ 8 ohm 400W. Ok. Đây đầu tiên. Đây, các thiết bị này. Quản lý nguồn, vang số, đẩy và mic. Đó. Mic này thì bên em sẽ bắt đầu ghép nối cái phần tai này vào để có thể lắp được vào trong này. Ok. Đây là toàn bộ cấu hình. Đó, bên em đã lắp vào. Ok, bây giờ bên em sẽ kết nối dây phía sau và chuẩn bị dây loa. Thì ở đây thì là bên em sẽ thay đổi phương án một chút, là sẽ sử dụng chân gỗ. Đó, chân gỗ sẽ để hai bên. Đây, tiếp theo đấy là chiếc súp. Dòng súp này thì quá là nhiều rồi, bên em lên sóng quá là nhiều rồi. Một chiếc súp gọi là chất âm quá tuyệt vời. Đánh rất là căng, rất là khỏe. Đó. Chắc nịch luôn. Đây, với tất cả quản lý nguồn của bên em thì nếu mà lắp tủ thì sẽ có một cái sợi dây như thế này. Đó là sẽ bấm công tắc ở đây. Bấm công tắc ở đây thì là tự động nó sẽ bật các thiết bị bên trong này. Đây là toàn bộ các dây nguồn bên em đã kết nối xong. Và bây giờ bên em sẽ chỉnh sang dây tín hiệu. Kết nối dây tín hiệu. Anh lắp TV đã đến rồi. Thế thì khả năng là cắm lô em luôn dây quang nhỉ, xong rồi cho lên giá sau nhé. Thì bọn em đỡ phải tháo ra. Đây, dây quang. Đó. Sẽ cắm luôn. Ok. Đây. Rồi, ok, chắc chắn, xong.
Đây, bên em đã kết nối dây tín hiệu xong. Dây tín hiệu này 1, 2, 3, loa trái, loa phải và súp. Đó, cổng quang thì tí nữa cắm ở trên TV xuống. Đó, tất cả ok, bây giờ chỉ cần việc là cắm dây loa vào đây nữa là xong. Đó, trong lúc đó thì sẽ chờ, bên em sẽ chờ cái TV. Ok, chân loa đã về. Rồi, TV cũng đã lắp được xong. Rồi, bây giờ bên em sẽ cho tủ kỹ thuật vào. Đó, dây quang đây. Tất cả đều ok hết rồi. Rồi, bây giờ bên em sẽ tủ thì bọn em sẽ dự định sẽ cho để phần này. Đó, ok. Bây giờ sẽ đi vào trong quá trình setup. À, dây loa. Dây loa đây, dây loa đây rồi. Dây loa cũng đã chuẩn bị xong. Rồi, ok. Rồi, bên em đã vừa setup xong, bây giờ mời các bác cùng nghe thử một chút bài nhạc remix nhá.
nụ cười của anh. Những người ơi, dễ thương ta thật nhiều. Sau đó rồi bắt anh dỗ dàng. Người lên em xin em đừng bận lòng. Mình xa nhau nhờ lối gió anh mà. Đừng có không tin em không ngờ tận nhà. Sau đêm nay mà em không trách em đâu mà. Mạnh mẽ lên anh muốn em của ngày hôm qua. Mình không ngờ anh bên nhau. Ngày hôm nay là ngày anh với em. Mình xa nhau như là kỷ niệm. Anh muốn thấy lúc đời của em. Những người em dễ thương ta thật nhiều. Gió không vơi mất anh dỗ dàng. Người em nhé, xin em đừng bận lòng. Mình xa nhau nhờ nỗi sao anh mà. Đừng còn có khi em không ngờ lại mà. Sau hôm nay là em không muốn với em đâu mà. Mạnh mẽ lên như muốn em một ngày hôm qua. Mình còn cần set up và test thử cho các bác cùng xem. Bây giờ bên em đang hướng dẫn và bàn giao cách sử dụng. Đấy, mất khoảng 15-22 giây thôi. Khởi động cũng như vậy, khởi động anh bấm vuông không phải. Rồi, bên em đã vừa lắp đặt và bàn giao xong một bộ dàn rất là chất đúng không ạ? Các bác nghĩ sao về bộ dàn này? Hãy cho em ý kiến ở dưới video này nhá. Xin chào các bác và hẹn các bác trong các clip tiếp theo. Bên em về Hà Nội đây. Xin chào.